Sự tích thành hoàng và câu chuyện quỷ nước tìm thế thân. Quý khán thính giả thân mến, Tinh Hoa TV đã quay trở lại được một thời gian, nhưng kênh chúng tôi hiện đang bị chặn tương tác và hạn chế lượt xem. Tinh Hoa TV cần sự giúp đỡ, mong mọi người hãy like và share video để những thông điệp ý nghĩa được lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Quan trọng nhất là đừng quên nhấn vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo về video mới. Kính chúc mọi người sức khỏe và bình an. Xưa có một vị viên ngoại sở hữu rất nhiều ruộng đất và sản nghiệp. Trong phủ có một người nô bộc rắp tâm muốn giết người cướp của. Một lần trên đường đi thu tiền thuế trở về, y đã đẩy viên ngoại xuống vực thẳm, khiến ông va đầu vào vách núi, rơi xuống một con sông, chết ngay tại chỗ. Sau khi chết tại nơi đó, vị viên ngoại hóa thành quỷ nước. Theo quy định nơi âm gian, chỉ khi nào tìm được người thế thân, quỷ nước mới được phép đầu thai chuyển thế. Biết vậy, nhưng từ khi gặp nạn đến nay, vị viên ngoại chưa có cơ hội bắt bất cứ ai, vậy nên đành phải sống những ngày vô cùng thống khổ. Bên kia sông, có hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Người cha tên là A Thiện, sống bằng nghề đánh bắt cá. Quỷ nước biết A Thiện là một người cha tốt nên rất muốn được kết bạn với anh. Vào một buổi tối, quỷ nước ngồi bên bờ, nghĩ đến việc bản thân bị kẻ xấu hại chết, lại không tìm được thế thân, phải sống những ngày tháng thê lương đau khổ, bất giác thở dài. Vừa khéo ngay lúc ấy, A Thiện ra sông chuẩn bị bắt cá, thấy quỷ nước dáng vẻ đau buồn, anh không mảy may sợ hãi mà còn bước đến an ủi. Dần dần họ trở nên thân thiết. Một ngày nọ, quỷ nước nói với A Thiện rằng đã đến lúc từ biệt nhau, vì nó đã tìm được thế thân, có thể đi đầu thai, sắp thoát khỏi biển khổ rồi. Trưa hôm sau, có một người phụ nữ đến bờ sông, lỡ tay để giỏ rau trôi dạt đến chỗ nước sâu. A Thiện nhìn thấy tình thế không hay, vội vàng chạy đến giúp vớt cái vỏ lên, thế là cứu được một mạng người. Tối hôm đó, quỷ nước vô cùng tức giận, trách mắng A Thiện vì đã phá kế hoạch của nó. A Thiện khuyên rằng hãy gắng làm nhiều việc thiện, nhất định sẽ có báo ứng tốt. Tuy không thể đầu thai, nhưng họ vẫn có thể thường xuyên gặp nhau, như vậy cũng là điều tốt. Không lâu sau, có một cậu bé ra sông tắm mát, đang lúc bơi lội tung tăng, không hiểu sao lại dần dần trôi đến chỗ nước sâu. Mặt nước đang tĩnh lặng, bỗng xuất hiện một xoáy nước lớn, cuốn cậu bé vào trong như muốn nuốt chửng. Lúc này, A Thiện lại vô tình thấy được, không kịp nghĩ ngợi, liền lao xuống cứu người. Qua hai lần thất bại, quỷ nước nghĩ về lúc còn sống, bản thân bị kẻ xấu hại chết một cách thống khổ. Bây giờ, vì tìm thế thân mà hại chết người khác, vậy thì có khác chi kẻ ác năm xưa? Cuối cùng quyết định, thà rằng bản thân mãi mãi làm quỷ nơi đây, cũng không đi tìm thế thân nữa. Một ngày nọ, Ngọc Hoàng Thượng Đế xuất tuần. Khi thị sát đến đây, Ngài thấy quỷ nước lòng dạ tốt bụng, thà bản thân chịu khổ chứ không muốn đoạt mạng người khác, rất cần được khích lệ. Thế là Ngài phong cho quỷ nước làm thành hoàng nơi này, chuyên quản các việc thiện ác của nhân gian. Khi nhậm chức, thành hoàng không quên mời A Thiện đến chơi. Trước khi về còn tặng cho anh một hỏi vàng, căn dặn hãy lo cho đứa con thật tốt. Về đến làng, A Thiện đem thỏi vàng đi bán đổi lấy tiền. Lúc này ở huyện thành có một phú ông giàu có, nghe đến có thỏi vàng quý hiếm như thế, ông ta liền đích thân tìm đến thôn gặp A Thiện để mua thỏi vàng ấy. Sau khi về nhà mang thỏi vàng ra xem thử, lúc nãy nó vẫn lấp lánh chói sáng hoa cả mắt, vậy mà bây giờ lại biến thành một cục đá vô giá trị. Phú ông vô cùng tức giận, bèn đi đến miếu chỗ thành hoàng kiện A Thiện gạt người. Đến nơi,
chúng quỷ dọn ghế ra, mời A Thiện ngồi xuống, nhưng không màng gì đến ông ta. Sau đó Thành Hoàng thăng đường, tên Phú Ông ngẩng đầu lên nhìn, bỗng giật mình, toát mồ hôi lạnh. Ông ta dập đầu xin tha mạng. Thì ra tên Phú Ông chính là người nô bộc năm xưa hại chết chủ nhân. Thành Hoàng có lẽ đã thấu tỏ mọi việc từ trước khi hắn ta đến, không nói gì nhiều, liền lệnh cho quỷ tốt chẻ đôi viên đá ra. Bên trong có một phong thư chứa tờ cáo trạng, tố cáo chi tiết rõ ràng hết thảy chuyện xấu mà tên ác bá đã làm. Hình phạt ngay tại hiện trường dành cho hắn là lên núi đao xuống vạc dầu, bị hành hạ đến chết. Về phần A Thiện, anh được Thành Hoàng tặng toàn bộ tài sản lúc sinh tiền, cùng số của cải bị tên ác bá chiếm đoạt. Nhờ anh khuyên giải, không nên hại người tìm thế thân, nên mới có Thành Hoàng hôm nay. Người xưa có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Lại nói, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp. Hiểu được ý nghĩa của những câu nói này, rồi lại nghĩ đến kết cục của mỗi nhân vật trong câu chuyện trên. Sao con người chúng ta lại có thể không đi làm chuyện tốt mà phải đi làm chuyện xấu đây?